2 năm làm chưa xong 100 mét đường, dân khốn đốn mưu sinh. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Tuyến đường gần khu sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ngổn ngang lô cốt bê tông, hố sâu án ngữ trước cửa nhà khiến người dân khốn đốn mưu sinh. Thực trạng xảy ra tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, khi dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Công thi công chậm tiến độ, 100 mét đường làm gần 2 năm chưa xong. Theo ghi nhận của Vietnamnet, dự án đường Nguyễn Văn Công, đoạn kết nối với đường Nguyễn Kiệm, kéo dài hơn 100 mét vẫn ngổn ngang lô cốt bê tông hố sâu, án ngữ trước cửa nhà dân. Người dân phản ánh công trình này khởi công xây dựng đã gần 2 năm nay, nhưng thi công ì ạch, chậm tiến độ, làm đảo lộn cuộc sống, kinh doanh của các hộ dân bên đường, đã tạo thành những hố sâu án ngữ trước cửa nhà dân, gây cản trở đi lại, ngừng trệ việc kinh doanh, buôn bán. Nhiều gia đình ở đây đã phải đóng cửa chuyển đi nơi khác táo túc. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa và mưa liên tục trong thời gian qua gây ngập đường, nước đọng thành vũng lớn gây nguy hiểm, trơn trượt cho người dân đi lại, một người dân phản ánh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp Nguyễn Chí Dũng cho biết, vừa qua quận đã tổ chức đối thoại với người dân về nội dung này. Qua ghi nhận, người dân phản ánh hiện tượng dự án thi công chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt là có. Lãnh đạo quận đã yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp báo cáo tiến độ khắc phục ngay những phản ánh của người dân. Theo báo cáo của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp, dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Công được khởi công từ đầu năm 2021, dự kiến 12 tháng hoàn thành. Dự án có quy mô lắp đặt hệ thống thoát nước có đường kính cống D400, D600, D800, D1000, D1500 cho quãng đường dài 2.177m, kinh phí gần 60 tỷ đồng. Phía ban quản lý dự án cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ như ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khu vực thi công có địa chất sỏi đỏ nên công tác ép cử gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ thi công. Hiện phía ban quản lý dự án đã yêu cầu phía nhà thầu cam kết đẩy nhanh thi công để đưa toàn bộ dự án hoàn thành vào tháng 12/2022.